Chị chưa dò nữa, mỗi lần chị mua là một tuần chị dò là chị dò phải 15 phút. Nó số gì vậy? Mình đang hết tiền, mình đang hết tiền anh. 1, 7, 1. Nhiều tờ, ở đây còn được 20 tờ á. Nhiều, nhiều tờ. Đếm đi. Nè, đóng cái số chưa dò này. Mua từ bữa tới giờ. Thôi để chiều đi, tối nay dò. Tối giờ cái nãy. Tối nay ngồi dò. Vậy số vui lắm nha, chị có một sóc như vậy nè. Cứ mỗi lần mà dò chặt rồi chị vẫn để lại. Trời ơi, cái gì vậy? Thì 8 tờ. Lấy thêm 2 tờ đi, chẳng 20. Nè em. Cảm ơn. Ừ, không có gì đâu em. Có khi tối nay mình trúng 2 tờ nó đưa là 2 tờ 73 nè. Ừ, có khi tối nay trúng 2 tờ đấy. Ừ, không có gì đâu em.